Là này là đều là tay ke. Chúng nhận đang ngày màu đỏ nhỉ chúng nhỉ? Tại gầm đen gì luôn này. Hầu hết là tay kia hết luôn đấy. Cùng chăm cái tay kia này. Con đứa sủa ghê kìa. Con sủa nhỏ lại là con cái nhỉ. Kinh quá nhỉ. Là con cái chứ. Ở đầu ngoài này đấy à chú. Con mẹ nó đây đúng không? Ừ, mẹ ở giữa. Mẹ ở giữa. Mẹ ở giữa. Đây, quay cho mọi người xem con mẹ đi. Con mẹ. Cao to dài trường chó luôn. Đây hai bên cạnh là hai con cái tơ này. Mấy tháng rồi chú? 13 tháng, hơn 13 tháng chắc chuẩn bị đi được lồng nữa. Úi giời. Lồng sát thật đấy. Mình chọn những con lồng giám sát rồi giống